Hey, xin chào tất cả mọi người, lại là Dia đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dia Tarot tâm sự cùng người lạ Tarot. Thì ra cái bàn tay mà lú lú bên kia là của chị Hoàng Anh đây. Buổi ngày hôm nay thì ngoài Dia thì có thêm chị Hoàng Anh, người chị của chúng ta, người phụ nữ của Metaphysics, người mẹ của bé Bắp thân yêu, người chị của anh Minh. Để cùng Dia ngồi trải bài trà cho một năm mới tốt đẹp, năm 2023. Như những gì các bạn đã nhìn thấy ở tiêu đề thì thiệt ra đã xong một thời gian rất là lâu luôn á chị Hoàng Anh. Em mới ngồi là có thời gian để mà ngồi trải bài kiểu vậy đã, bởi vì hả, một khoảng thời gian vừa qua là chị em mình đã phải tốn quá nhiều công sức cho Metaphysics, cho nên là có những lúc mà kiểu cũng rất là muốn trải bài cho mọi người nhưng mà không có thời gian, không có cái một cái lạc tràng để mà trải mọi người. Thì cố gắng giữ lấy một cái truyền thống mỗi năm là trên kênh của em cứ đầu năm hoặc là cuối năm thì sẽ có một cái ván trải bài trà. Ván trải bài trà đó sẽ cho mọi người chọn tụ gồm 4 tụ. Mỗi tụ sẽ nói về 12 tháng nôm na mà của cái người chọn cho cái tụ đó. Và rất có thể những cái sự kiện trong cái trải bài này á, nó sẽ là hợp với bạn hoặc không hợp với bạn, bởi vì nó là một cái trải bài chung cho nên chỉ mang tính chất tham khảo. Còn ai mà mong muốn có một cái trải bài trà một năm riêng thì có thể liên hệ ngay với Metaphysics hoặc liên hệ ngay với Dia, bởi vì tụi mình chỉ trong cuối năm nay và đầu năm sau thì tụi mình, tức là tầm khoảng tháng 1, tháng 2, đúng rồi, tháng 1, tháng 2, tháng 12, tháng 1, tháng 2 thì tụi mình mới có cái dịch vụ trải bài full năm 12 tháng, chứ còn qua tháng 1, tháng 2 rồi thì tụi mình không còn nữa. Cho nên mọi người hãy nhanh chóng, nếu mà bạn mong muốn biết được gọi là điện hướng một cái năm mới 2023 với nhiều cái gọi là điềm báo rằng là sẽ có nhiều cái chuyển biến về mặt kinh tế tài chính của đất nước, thì thôi bây giờ thì chúng ta sẽ thử định hướng cho bản thân mình qua ván bài trà ha. Vẫn như mọi khi, bài trà hôm nay có 4 tụ bài. Tụ bài đầu tiên với bó xô thơm thanh tẩy xô, cái này đã gì quên này, huyết rồng đỏ, dùng để xông nhà cầu may mắn, dùng để thanh tẩy. Đây tụ bài số 2 màu xanh lá với thanh hương good fortune cho một năm mới tốt đẹp. Tụ bài số 3 với nến thơm đến từ nhà Miss Candle với mùi blueberry và blackberry là mùi của quả mọng, với màu xanh dương đại diện cho sự chữa lành và khả năng kết nối. Và cuối cùng dành cho những con người yêu màu tím như tôi thì đây chính là thanh hương đến từ thì cái đó là nụ trầm đến từ dòng hem với ý nghĩa mang tên là anti stress, dùng để thư giãn, dùng để giảm stress, xả stress sau một năm quá nhiều biến đổi. Ok rồi, đêm nay giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chọn tụ thôi. Các bạn có thể chọn một trong những tụ ở đây, hoặc chọn hai, hoặc nghe hết càng tốt. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Ta da, và đây là tụ bài số 2. Tụi mình đã rất là cố gắng để cắt nó ra thành từng tụ, bởi vì mỗi cái tụ trải bài 12 lá, 12 tháng này á, nó quá dài. Tự quá nhiều thông tin. Hồi nãy hả, 25 phút luôn á chị. Tụ 1 là 25 phút á. Đó. Còn bây giờ là tụ số 2 với thanh hương của sách gia Good Fortune, đại diện cho một tương lai tươi sáng. Thì để xem là tụ số 2 có tươi sáng như cái thanh hương được bán tại Metaphysics này không nha. Rồi, okay. Tụi mình bắt đầu thôi. Mời cô đi á. Rồi, bây giờ cứ để bắt đầu trước thì bây giờ mình đặt ra một câu hỏi đi. Đó là, vậy thì hồi nãy mình ở tụ số 1 mình nói về cái chuyện là thành tựu. Vậy thì cái điều mà mình cảm thấy mình thiếu sót trong năm vừa rồi, chị nghĩ là cái mà chị chưa làm được là gì? Thật sự là cái mình chưa làm được là mình thật sự không kiếm ra quá nhiều tiền để support cho rồi, xin bắt tay cái má. Nói rồi là năm rồi mình có miếng mà có tiếng, có tiếng mà chưa có miếng. Đó. Đúng rồi. Cho nên là Dia cũng cảm thấy vậy, là năm rồi có rất là nhiều những dự án, và có thể là mình cũng phải nghĩ là bởi vì mình nuôi dự án á chị. Cho nên mình không có kiếm được nhiều thứ. Đứa con nào rồi cũng phải thai nghén thật lâu. Đúng rồi. Phải nuôi bằng sữa mẹ. Rồi, quay lại. Vì thế cho nên là năm qua nếu mà bạn có cảm thấy là mình đang còn yếu kém ở đâu đó thì cũng chả sao cả, bởi vì năm 2023 đã bước đến rồi. Bây giờ những cái gì mình chưa làm được thì là đã không làm được, nó chưa làm được thiệt rồi. Chỉ có cái bây giờ mình có thời gian phía trước, mình vẫn còn cơ hội để thực hiện nó. Cho nên chúng ta hãy cùng nhau xem năm 2023 này của bạn chọn tụ bài số 2 như thế nào ha.
ở tháng 1 thì mình thấy rằng là bạn sẽ có những cái sự kiện hết sức là thú vị. Ví dụ như là bạn, nếu mà bạn có một cái dự định nào đó để làm trong tháng 1 thì đừng lo, bạn sẽ làm được. Đây, successfully overcoming a problem, tức là làm mà viên mãn luôn, thành công viên mãn luôn. Và nhất nữa là trong cái tháng này bạn sẽ có cả tiếng và có cả miếng. Có cả tiếng, có cả miếng luôn. Đó, đó, bạn có cả tiếng, có cả miếng. Tức là có được những sự ca ngợi, chúc tụng đến những người xung quanh, được sự thừa nhận về cái năng lực của bản thân mình. Và cũng có tiền. Nghe giống như đi lì xì quá vậy. Hai cái này là giống như là khởi nghiệp á. Giống như là nếu như bạn là học sinh sinh viên thì cứ mạnh dạn đi, chúc Tết đi sẽ có lì xì. Còn nếu như mà bạn là sinh viên mà muốn nhập bông hoa về bán Tết, mạnh dạn khởi nghiệp đi bạn, thành công đó. Đúng rồi, dạng giống vậy. Cứ mạnh dạn khởi nghiệp. Mà một cái tháng một mở đầu ra như vậy thì thấy rằng nó cũng rất là tốt đúng không? Thì bên cạnh cái những điều tích cực đó thì nó cũng có một vài cái bạn nên gọi là chú ý. Thì nó thấy rằng là hãy khởi nghiệp, hoặc hãy gọi là thực hiện những cái dự định của mình trong một cái khuôn khổ nhất cho định phép. Đừng có bị gọi là take a risk, tức là đừng có bị mạo hiểm quá. Thì đây nó là be careful, do not take risk, là vậy, là hãy cẩn trọng, đừng có làm cái gì quá mạo hiểm. Bởi vì ở đây cho thấy rằng là hãy làm cái gì vừa sức mình thôi. Hãy nhớ thật kỹ nha, trong tháng 1 chỉ làm những thứ vừa sức mình thôi, không làm những thứ quá mạo hiểm. Và nhất là trong tháng này bạn sẽ có sự liên quan mật thiết với một cái người phụ nữ nào đó. Nếu như mượn vốn của mẹ chẳng hạn, cũng có thể, hoặc là cái người bạn làm việc chung với mình là người nữ. Nhưng mình mà nhớ nha, ví dụ như khởi nghiệp làm thì đừng có mạo hiểm, cảm thấy cái gì mà khó quá thì bỏ đúng qua rồi. Kiểu mà đừng có liều lĩnh để làm một cái gì đó quá là mạo hiểm. Đúng rồi. Ok, qua tới tháng 2, mời chị Minh nè. Nếu như mạo hiểm là trả giá đó. Nếu như bạn mạo hiểm thì bạn phải trả giá. Giống như trong tháng 2 này thì bạn sẽ có một cái chuyện là bạn phải lo lắng và bạn phải suy tư trăn trở về cuộc đời. Bạn không biết mà nói chung là nó hơi mất định hướng một chút xíu, nhưng mà bạn yên tâm đi, là bạn, bản thân của bạn, bản năng sinh tồn của bạn biết bạn cần phải làm gì để cho chính bản thân của mình tốt hơn ngày qua ngày. Và bên cạnh đó thì bạn, tôi thấy bạn có một cái sự liên hệ với một cái người con gái nhỏ tuổi hơn mình. Một người em gái mưa gió bão bùng chẳng hạn. Đó, và bên cạnh đó thì bạn yên tâm đi, những cái gì á, nếu như mà lên cái lá này thì tới là những cái gì mà bạn lo lắng ở đây là nó cũng hơi bị overload á. Có nghĩa ví dụ như bạn 20 tuổi mà bạn đã lo vấn đề của một người 30-40 tuổi chẳng hạn, những cái thứ bạn lo lắng nó hơi quá. Ở đây chúng tôi có một cái cô bé như vậy, cô bé Coco đó, suốt ngày nó cứ nghĩ đến nhân sinh quan của cuộc đời trong khi nó mới có mười mấy tuổi à. Cho nên là hãy suy nghĩ ở những cái tầm vừa sức của mình đúng thôi. Đúng rồi. Vẫn còn trẻ, mình vẫn còn nhiều cơ hội, nhưng mà chí ít là cũng nên đặt cái sự suy nghĩ đó ra. Nhưng mà biết là giống như mình biết cái chuyện nó sắp tới rồi, và mình cần phải làm gì ngay tại thời điểm này, đó là đủ rồi, tốt rồi. Rồi một cái chuyện không liên quan lắm, nhưng mà trong cái lúc mà tụi tôi đang quay clip bây giờ để cho mọi người coi này, thì những cái tiếng động kỳ kỳ đó là do cái con quỷ này nó cứ lăn vòng trong số đó đó. Thấy nó chưa? Thôi rồi, mình quay trở lại với cái chiếc clip. Năm sau năm con mèo là khắc tinh chết nổ nè. Rồi quay trở lại thôi. Vậy thì tụ tháng 2 chị còn thấy nó có cái gì nữa không? Chị thì về mặt tâm hồn, tâm lý, tâm trạng tới đó. Thì em chỉ cảm thấy em muốn dự báo một cái điều quan trọng nhất trong tháng 2 là bạn sẽ cảm thấy có một cái cảm giác trống rỗng, có một cái cảm giác buồn, mất định hướng, có một cảm giác không có rõ định hướng mà cái gì cũng sợ, rất là sợ hãi mọi thứ xung quanh. Và bởi vì tại sao sợ hãi? Bởi vì bạn không có một cái plan, bạn không có một cái sự định hướng, hoặc là bạn không có một cái niềm tin tín thác cho bản thân mình. Giống như là trong một cái tháng 1 đã thành công quá rực rỡ, em cũng không gọi nó là rực rỡ, tức là nó có những sự thành công, thành công đi, có những sự gặt hái đi, mà tôi mạn phép được nói là kiểu như là bạn ăn hên, tức là bạn đầu tư, bạn khởi nghiệp và nó thành công, nó ăn đó. Ăn hơn thì sau cái đó rồi bạn trăn trở không biết mình phải làm cái gì tiếp theo. Chính xác đó. Hoặc là trong tháng 1 tự nhiên đâu quá trời tiền lì xì, xong tự nhiên qua tháng 2 không có tiền. Hết lì xì rồi đó, đúng rồi. Cho nên là trong tháng 2 sẽ thấy là bạn hơi mệt mỏi theo kiểu là hơi chênh vênh trong cuộc sống một chút xíu, nhưng mà không sao, mọi chuyện sẽ ổn nha, mọi chuyện rồi sẽ ổn đó.
Rồi, qua tới tháng 3 thôi. Tháng 3 để xem mình có cái gì nè. Wow, tháng 3 là một cái tháng mà tôi thấy là rất là nhiều những cái biến cố tích cực đây. Nhưng mà mình sẽ nói cái tiêu cực trước đi ha. Thì bạn nên cẩn trọng về mặt tiền bạc. Trong tháng 3 này thực sự cẩn trọng về mặt tiền bạc. Đừng để cho mình đã từ một con đỗ nghèo khỉ rồi con đỗ khỉ nghèo hay con đỗ khỉ nghèo hơn nữa à, bởi vì ở đây mà có lá bear thì cái lá này nó cho thấy rằng là sẽ có một cái sự mất mát hoặc là có một cái gì đó nó hơi hỏng tốt liên quan đến vấn đề tài chính của bản thân mình à, hãy cẩn trọng về vấn đề tài chính này đi ha. Rồi còn những lá còn lại thì là đa số là những lá tích cực. Nó cho thấy rằng là mọi thứ vẫn đang đi đúng với cái quỹ đạo của nó và có những cái cửa sổ, những cái con đường mới mở ra cho mình. Đi luôn. Đúng rồi nè, a new ventures, a fresh start là một cái sự làm mới lại từ ban đầu, một cái sự khởi đầu rất là đẹp đẽ, rất là thú vị. Và cuối cùng mình có một cái lá fan là cái lá cây quạt, nó thể hiện là trong cái tháng 3 này bạn ít nhất là sau một chuỗi của tháng 2 trong sự ủ dột thì tháng 3 bạn đã lấy lại được cái tinh thần của bản thân mình và biết mình cần phải làm gì. Đúng rồi. Chị hoàn toàn đồng ý với cô trong tháng này. Rồi, vậy thì chúng ta qua tháng 4. Rất là đơn giản thôi. Bị suy ra là mình nhìn thấy rằng là cái vấn đề của bạn trong cái tụ bài số 2 chảy chung này thì có thể là nó hơi theo kiểu là mấy bạn này cần có một cái định hướng rõ ràng. Tụ bài về vấn đề định hướng. Giống như trong tháng 4 nè. Tháng này bạn có định hướng cho một cái việc gì đó bạn cần phải làm, những cái cơ hội thì bạn hãy tập trung vào nó. Cái nè, bạn nhớ là cái gì mình tập trung vào nó 100% thì nó sẽ trả về cho mình 100% những cái kết quả đó. Đúng. Bên cạnh đó thì mình nhìn thấy là cái lá này hả, cái lá này nếu như mà mang nghĩa nói trắng ra đi thì kiểu là nó có những cái uẩn tất hả, khúc sau lưng bạn. Nhưng mà cái chuyện đó nó có ảnh hưởng đến bạn nhiều hay không thì tôi nói là không, kiểu là biết nó vậy thôi chứ cũng không có đến nỗi gì nhiều. Đúng không cô đi? Đúng rồi. Để nói về cái tháng 4 này thì mình cảm thấy là bởi vì tháng 3 bạn mới bắt đầu biết được là mình cần phải làm gì á, cho nên bạn bị cuốn cuồng. Có một cái sự cuốn cuồng đâu đó nó thể hiện trong đây. Bởi vì bạn có lá desk thì lá desk này nó thể hiện là pay attention to your work. Nó có hai cái lá bài thể hiện là công việc bạn rất nhiều, đó là lá desk và lá table, hai cái bàn. Tuy nhiên mà lá desk thì nó có bốn con người bị cột vô bốn cái chân bàn, nó cho thấy rằng là có vẻ là nó hơi overlap, nó hơi khó, nó hơi cuồng công việc. Đúng rồi, bạn sẽ bị kiểu quên bản thân mình đi. Nhưng mà có thể là bởi vì bạn đã cống hiến rất nhiều cho bạn cũng đạt được một cái dự định nào đó. Tuy nhiên có một cái lời khuyên cho bạn cũng như một cái sự cảnh báo đến từ lá pick, đó là beware of rich. Rich là tham lam. Thì beware of tức là cẩn trọng, đừng có tham lam. Thì cái sự tham lam này có thể tham lam từ cái chuyện tham công tiếc việc. Đúng rồi. Và nó ảnh hưởng đến bản thân của mình. Đó. Cho nên là nó sẽ kéo theo những cái thứ gì đó mà mình bị bỏ lỡ, những cái điều nó bỏ lỡ qua, cho nên nó mới có kéo theo cái lá này. Chính xác. Rồi, bây giờ mình đến tháng 5 xem. Tháng 5 mình có cái gì không? Wow, tháng 5 mình có con vẹt. Có lá con nhiều chuyện đó. Cái con nhiều chuyện đó. Rồi, chị Hoàng Anh đi. Rồi ok. Bởi vì cái sự mà mỗi tháng này đều liên kết với nhau đúng không? Nè, đừng có tham công tiếc việc quá, tranh việc của người ta đi nói xấu mình nè. Đó, tại vì sao? Tại vì mình làm nhiều. Nói chung á, đúng ra là ở trong cái môi trường nào cũng vậy, cũng có người này người kia và mình không thể quản lý hết tất cả những cái gì mà người ta nói về mình cả. Mình làm tốt người ta cũng nói, làm không tốt người ta cũng nói, cho nên tốt nhất hãy tập trung vào cái thứ tốt nhất mà mình có thể làm đi. Đúng rồi. Và bạn sẽ nhận lại được những cái thứ mà mình đã bỏ ra nó một cách xứng đáng, hậu hĩnh. Chị rồi. Dùng cái chữ hậu hĩnh ở đây luôn, có nghĩa đúng là rồi. Tiền thưởng nè, tiền doanh số, tiền doanh thu, tiền gì đó nó sẽ về, và thậm chí kể cả chức danh nữa. Những cái chức danh mà bạn cần nên có, từ đó nó sẽ đẩy cái cảm xúc của bạn lên. Nhưng mà nha, đừng có tham công tiếc việc quá nha. Kiểu là đẩy cái cảm xúc của bạn lên, bạn yêu ghét rõ ràng, nhưng mà bạn có nghĩ là từ cái chuyện đó mình sẽ bỏ qua cái sự khéo léo trong cái cách đối xử của mình. Rồi. Đừng có như ngọn lửa mà đốt cháy tất cả nha, hãy là ngọn đuốc để soi sáng mọi người thôi. Đúng rồi. Bên cạnh đó là mình nhìn thấy là trong tháng này bạn hãy tin cái trực giác của mình. Hãy tin vào những cái trực giác cho mình để ra những cái quyết định đúng đắn cho bạn. Rồi, thì còn dự báo về sự kiện thì thấy rằng là hãy cẩn trọng, bởi vì trong tháng này bạn có vấn đề về tiền bạc. Thật sự bạn có một cái vấn đề tiền bạc mà bạn cần phải
lo nghĩ đến nó, bởi vì mình thấy một cái lá là lá packet. Cái lá này nó cho thấy rằng là có rất là nhiều đồ ăn trong cái túi này, nhưng mà tất cả mọi thứ đều đã bị ôi thiêu cả rồi. Nó cho thấy rằng là có một cái khoản tiền nào đó bạn có nhưng bạn không xài được. Nó giống như là một cái khoản tiền gửi tiết kiệm, hoặc một cái khoản tiền mà bạn tin rằng là trong tới tháng đó, trong năm nay tới cái tháng đó là tôi sẽ lấy được, tôi chắc chắn sẽ có được cái khoản tiền đó, nhưng mà cuối cùng không có. Cho nên nó hơi chưng hửng bạn. Và điều này nó gây ra cái fire, nó gây ra cái strong emotion, tức là một cái cảm giác bị bộc phá, bị kiểu bực bội, kiểu bị cảm giác mạnh á, kiểu giống vậy. Cho nên hãy cẩn trọng, bạn nhất hãy tin vào cái trực giác của bản thân mình trong tháng này, như những gì chị Moon nói. Đó là những gì mình chỉ bổ sung thêm thôi. Ok. Rồi, tháng 6, để xem kết thúc nửa năm sau 2 quý thì chúng ta có những gì ha. Ok. Ở đây mình sẽ chia ra thành là một lá tích cực, hai lá trung lập và một lá tiêu cực. Mình sẽ nói cái lá tích cực trước. Chứ ít là sau nửa năm thì bản thân bạn vẫn đang đánh giá rằng là mọi thứ bạn làm á, mọi thứ nó ổn. Nó vẫn thể hiện là sẽ có, đã có những cái sự thành công, đã có những cái sự được việc ở đây, những cái successful outcome to your problems, là những cái sự thành công sau những cái khó khăn đã được giải quyết rồi. Cái tiếp theo là bạn có lá flat và lá valley. Cả hai lá này nó đều nói rằng hãy can trường hơn, hãy can đảm hơn, hãy đối diện với những cái câu chuyện công việc đi, đừng có trốn tránh nó, mà nó đúng hơn là đừng có bị cám dỗ làm lụi bại mình. Nè, do not be tempted to lower your standard. Cái này chỉ có thể dịch là đừng có vì cái lợi trước mắt. Dạ, chính xác, đừng có vì cái lợi trước mắt mà làm ảnh hưởng đến mình. Bởi vì sau đó bạn có thêm một cái lá là lá cây rìu. Nó cũng cho thấy rằng là sẽ có một vài những cái vấn đề trong cuộc sống nó gây khó gây dễ cho bạn trong cái tháng 5, trong cái tháng 6 này. Đó, nó là cái đó, nhưng mà bạn sẽ vượt qua được, bởi vì valley thì nó luôn luôn nói là những cái khó khăn đó rồi sẽ có hướng giải quyết. Tại nó có mặt trời. Đúng rồi, tại nó có mặt trời, đơn giản vậy thôi. Ok. Rồi, tháng 7 thôi. Quá trời nhiều cây. Quá trời nhiều cây và sấm sét. Quá trời nhiều cây và sấm sét rồi. Trong tháng này thì chị thấy là nó hơi quằn hả? Chị dùng từ là hơi quằn đi. Trong tháng 7 này thì sẽ có giống như là nhiều vấn đề xuất hiện trong gia đình của bạn, từ cái chuyện là mình không có hiểu được ý của nhau, giống như ông nói gà bà nói vịt chẳng hạn, nó không có hiểu được cái ý của nhau. Bạn thấy forest nè, giống như là khu rừng này nó hơi bị u ám rậm rạp đi, để người ta bị che khuất đi những cái gì mà mình muốn nói. Thêm một cái nữa đó là bạn phải điều tiết được cái sự giận dữ của mình, nếu như không điều tiết được là sau này bạn sẽ hối tiếc. Đúng rồi. Và cái lá beo này thì giống như là nó thay mặt cho một cái sự kiện lớn. Ở trong cái tháng này sẽ có một sự kiện rất lớn xảy ra, và có thể sự kiện đó liên quan đến gia đình. Đúng rồi, chị thấy nó liên quan đến gia đình đó. Hãy mong chờ cái tháng này, nhưng mà hãy nhớ nha, lời nhắc nhở của tháng này là giận quá mất khôn nha. Đúng rồi, lời chốt của cái tháng đó đó là giận okay. Quá là mất khôn nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình qua đến tháng 8, sau cái sự giận quá mất khôn đó mình có cái gì? Thì mình có ngay một giọt nước mắt, giọt sương trên mi mắt, cái tear drop. Và thực sự là tất cả những khách hàng của em mà đã từng coi qua bài trà mà tháng đó có tear drop là khóc thiệt nha. Không, chị đã từng coi cho mình và khóc nhiều. Khóc thiệt, có khóc thiệt á, có khóc thiệt luôn. Và có thể là trong cái tháng 8 này bạn có một cái sự thất vọng nào đó, hoặc bạn sẽ cảm thấy có một cái gì đó rất là buồn, buồn như một cái sự mất mát vậy á. Và có thể cái sự buồn này nó đến từ một cái sự chỉ trích của một ai đó cho bạn. Nhưng bạn nên nhận lấy cái sự chỉ trích này, bởi vì sự chỉ trích này là cốt là để góp thêm cái phần phát triển cho bạn, làm bạn tốt hơn thôi. Như là gì, phê phán mang tính chất xây dựng. Và có thể luôn là cái sự phê phán này, cái giọt nước mắt này nó cũng được xây dựng dựa trên một cái, đó chính là bạn đã bỏ công cho một cái gì đó quá nhiều, nhưng mà thiệt chất là cái mà bạn nhận lại được thì không bao nhiêu cả, nó không xứng đáng. Vì thế là có thể là cái giọt nước mắt này là một giọt nước mắt của sự tiếc nuối, một cái sự tiếc thương. Thêm một cái nữa là nếu như ra cái lá này thì chị sẽ khuyên các bạn đó là bạn phải nên ngồi xuống, thay vì sau cái trận khóc lóc đó là nên ngồi xuống là tôi có được cái bài học gì sau cái vụ án này. Chịu. Và cái cuối cùng mình có một cái là cái lều, cái tent. Nó cho thấy rằng là đừng lo lắng, nhớ nha, tới cái tháng 8 này mà có cái câu chuyện gì đó nó rắc rối, mà buồn thiệt, mà khóc thiệt, thì hãy nhớ đến lời đi, hãy nhớ đến cái clip này, hãy nhớ đến một cái câu đó là mọi thứ rồi sẽ qua, và tất cả mọi thứ chỉ đang diễn ra là một yếu tố tạm thời mà thôi.
mọi thứ đều sẽ có con đường của nó, đừng quá buồn. Mà tốt nhất là hãy nên ngồi xuống xem là mình học được cái bài học đắt giá gì từ cái chuyện này. Đừng có để những giọt nước mắt mình rớt xuống một cách vô ích. Đúng rồi, còn nếu trong khoảng thời gian đó mà không biết là lý do tại sao mà tôi lại buồn vậy mà cũng chưa rút ra được bài học thì xin mời một khóa đến ngay đi Tarot Tâm Sự Người Lạ hoặc là Metaphysics để gặp ngay chị Moon già đi. Đó. Rồi. Đến tháng 9 nào, sau trận khóc lóc đó rồi thì sao nào? Mình có lá gì? Ok, ở đây trước đi. Đây, đây tuyệt vời chưa? Rồi, sau khi mà bạn khóc xong, bạn nghiệm ra cái bài học thì đây là thời gian để hành động nè. Time to act. Bạn biết mình cần gì, bạn biết mình nên làm gì. Sau khi đã nghe được những cái phản hồi từ người khác về mình, chắc chắn là bạn sẽ rút ra được điều gì đó và hãy bắt tay vào làm nhanh đi, không còn thời gian để mà chần chừ nữa. Thì bên cạnh đó đó, bạn sẽ có những người bạn giúp đỡ cho mình trong cái chuyện này. Ha, bạn bè luôn ở xung quanh bạn, có thể những người đã nói đã chỉ trích bạn là bạn của bạn luôn. Nhưng mà họ chỉ trích rồi, họ ở đâu? Họ vẫn ở đây. Đúng họ rồi. Chỉ muốn cho mình tốt hơn thôi mà. Ha, bên cạnh đó, đó thì bạn làm nè, bạn có những người xung quanh nè thì bạn sẽ có được những cái thành công. Mong đợi kiến tha lâu có ngày đầy tổ ha. Hãy bắt tay vào làm đi, đừng có ủ dột quá lâu. Như đi nói hồi nãy đó, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, cho nó một tháng để chữa lành lời bản thân mình đi. Đúng rồi, bắt tay vào hành động đi nào. Chính xác. Chỉ có một cái lời gọi là nhắn gửi là trong cái tháng 9, trong cái tháng 9 đó thì cái điều mà bạn cần chú ý nhất là sẽ có một cái người xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Cái người này thì tôi không ưa lắm bởi vì nó là con rooster. Con rooster nó là một cái con gà trống. Con gà trống trong văn hóa phương Tây thì họ xem gà trống là một cái đứa khoác lác và thích thể hiện. Bởi vì lúc nào con gà trống cũng nhảy là một cái ngọn tre rất cao và nó gáy ỏ ỏ. Nhưng mà thiệt ra con gà trống nó có đáng sợ nốt gì không? Là không. Cho nên là rooster nó thể hiện là trong cái khoảng thời gian đó sẽ có một cái người cực kỳ thể hiện xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Nhưng đừng nên dính líu với người này cũng như đừng nên đôi co với họ. Hãy keep away from them. Đó. Làm đi, nói ít làm nhiều. Đúng rồi, hãy cứ focus vô cái mà bạn muốn, chứ đừng có quan tâm tới cái con gà trống đó để làm gì cả. Đó. Ok. Ok. Rồi. Rồi tới tháng 10 thôi. Chà, mới đó mà mình đi qua 3 quý rồi đó. Còn có chút xíu nữa thôi, thời gian hả thấm thoát thôi đưa. Nhưng tháng 10 lại là một cái tháng mà tôi đánh giá là khá yên ả và khá là tốt. Tháng 10 thì bạn có lá carrot, lá mà tôi cực kỳ thích luôn. Nó thể hiện là một cái cơ hội hoặc là một cái điềm may nào đó từ trời rớt xuống cái đuổi. Có một cái điềm may nào đó nó đến với bạn một cách rất là bất chợt, bạn nên nhận lấy nó ha. Cái tiếp theo đó chính là về mặt tài chính thì trong cái tháng này nó cũng được cải thiện hơn một tẹo. Và bạn được cái sự công nhận trong công việc trong cái tháng này. Nhất là trong tháng này bạn sẽ có một cái tin tức hoặc có một cái phần quà hoặc là có một cái bưu kiện nào đó đang trên đường gửi đến bạn, hoặc là một cái hợp đồng nào đó bạn đang trong ngóng. Dạ, chính xác, đang rất là trong ngóng về nó luôn. Ok, không có bổ sung gì thêm không, không. Chị Minh Hồng đúng không? Vậy là viên mãn rồi. Rồi ok, qua tháng 11 thôi. Tháng 11 nè. Rồi cận cuối năm rồi. Trời đất ơi, sợ cái lá đó lắm luôn á. Rồi ok, chúng ta sẽ nói đến rồi thôi. Bạn này cũng hơi quằn thôi, cho anh thương bạn một chút. Trong tháng này bạn sẽ nhận được một món quà, một món quà nó về tinh thần làm cho bạn vui vẻ ha, kiểu là an ủi trái tim khô héo và già cỗi rồi này đó. Đó. Thì sau khi nhận quà xong rồi á thì chúng ta sẽ có những cái chuyện đáng phải nói ở đây. Đó là tôi không dám nói. Phải nói làm sao đi ta. Lesbi nó luôn luôn nói đó, để mình đọc cái cụm từ đó đi, thì nó là hurt age, nó là đau lòng. Một cái sự đau lòng mà chưa từng có, chưa từng được diễn ra trước đó. A hurt age over what you no longer have. Có nghĩa là bạn cảm thấy trái tim mình nó vỡ ra luôn, như là chưa bao giờ đau đến như vậy. Một cái sự thất vọng nó sẽ rất là thất vọng tràn trề. Đúng rồi, nhưng mà bên cạnh đó nó có cái chỗ này nè, misunderstanding, có nghĩa là nếu như là chị giải thì chị sẽ giải là cái chuyện này nè nó đến từ cái việc là bạn không hiểu người ta. Bạn không hiểu cái bản chất của việc đó, chứ không phải là họ cố tình làm như vậy đối với bạn. Chịu. Nhưng mà thiệt ra là những cái
những cái này đều là những cái bài học và những thử thách của bạn. Nó đáng sợ là bởi vì cái hot change này nó khó khăn là bởi vì nó đi chung với cái mountain. Bởi vì cái mountain nó có nghĩa là một cái thử thách lớn, cái major challenge mà nó to overcome, tức là hơi khó để vượt qua. Tuy nhiên không sao đâu, mình nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ ổn cái thôi. Nó cũng sẽ qua mà. Tại vì thí dụ giống như là bạn mất mát đi một cái gì đó, bạn nghĩ là bạn một cái thứ gì đó bạn không bao giờ nghĩ là mình sẽ mất đi, nhưng nó mất. Cái chuyện đó bạn không bao giờ, nó rất là khó để vượt qua luôn. Nhưng mình không vượt qua nó vẫn là một vết thương, nhưng nó sẽ là một bài học cho mình trong tương lai. Chính xác. Cho nên rằng là thôi, những bạn nào mà chọn tụi bài số 2 mà ngay tháng 11 này á, thì thôi nhớ nha là tâm tịnh để lòng không đau nha. Hãy cứ là nếu như mà đau quá thì tìm đến tụi mình, tụi mình sẽ cho thuốc trị đau. Chịu. Rồi, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái tháng cuối năm, tháng 12 để xem là sau một năm mình có cái gì. Thì bây giờ lỡ đau rồi mình thụi chân cái cho đau luôn nha. Mình thụi thêm chân cái cho nó đau luôn. Thì mình có hai lá bài này là hai lá bài mà nó đau, hơi đau. Cái lá casket là cái hòm. Cái hòm này nó cho thấy rằng là sẽ có một cái con người nào đó, sẽ có một người nào đó không còn xuất hiện bên cuộc đời bạn nữa. Không hẳn là họ chết đâu, không hẳn là họ nguyên sinh đâu, không xuất hiện thôi. Giống như là mình có một cái người bạn, mà người bạn đó mình có chơi chung, nhưng mà một khoảng thời gian sau đó cái người này mất tích luôn. Mất tích luôn, tức là mình không hề nghe biết là tin bạn này ở đâu, và cũng không tìm được Facebook hay bất kỳ một cái đúng rồi thông tin nào nữa hết. Nó không biết bắt phải là âm tính. Bật vô âm tính đó thì chỉ nói thế thôi. Cái này là cái hills, thì cái hills này nó cũng khá giống cái mountain mà bạn có ở trong cái tháng 11. Nó hai đứa đều là cái challenge to overcome, cả hai đứa đều là những cái thử thách. Tuy nhiên thì cái thử thách ở tháng 12 đó là có vẻ là sau khi cái thử thách ở tháng 11 nó quá khủng khiếp rồi. Cho nên cái thử thách ở tháng 12 nó cũng nho nhỏ thôi, nó không đến nỗi. Nó không đến nỗi nha. Và trong cái sự mà bỉ cực đến như vậy thì cuối cùng bạn cũng đã có một cái tia sáng của cuộc đời cuối đường hầm. Bạn có lá ear. Lá này nó thể hiện là good news, tức là nếu mà bạn đang đợi chờ một cái gì đó nó mới mẻ hơn, một cái gì đó nó tích cực và sáng sủa hơn trong cuộc đời mình, thì tháng 12 bạn làm được điều đó. Thế là sau những cái rắc rối thì ít nhất là bạn có đường giải quyết, hoặc là bạn có nghe được một cái tin nào đó là những cái rắc rối của bạn sẽ giải quyết được, ít nhất là như vậy. Còn cái lá cuối cùng đó là bạn sẽ nhận được một cái sự theo dõi âm thầm đến từ một người nào đó, cái secret admirer, là người hâm mộ âm thầm, người gọi là người thầm thương trộm nhớ. Đó thì tôi không biết tự nhiên cuối năm loài đâu ra cái kẻ thầm thương trộm nhớ thì chúng tôi không biết. Kiểu giống như cái trải này đi thì chị sẽ thấy là ngoài cái chuyện là có thể dự đoán là một ai đó sẽ không còn xuất hiện nữa, thì cái lá này nó cũng có đại diện cho cái chuyện là bạn sẽ chôn sâu một cái gì đó. Một cái phần ký ức nào đó, quyết định chôn sâu, nhét nó xuống tận đáy mồ luôn. Và bên cạnh đó thì sau khi mà bạn làm được cái chuyện đó rồi thì bạn mất định hướng, bạn không biết phải làm sao hết nữa. Thì may mắn cho bạn là cái định hướng sẽ tới, hoặc là ai đó sẽ nói cho bạn nghe ở bạn nên là làm cái người này, cái secret admirer sẽ lên làm thế nào, một cái tình cảm chân thật, bạn sẽ nhận được cái điều đó. Chịu nha. Đồng ý nha. Rồi, ok. Rồi, vậy Sia đó chính là 12 tháng của những bạn chọn tụi bài số 2. Và hãy nhớ rằng đây là 12 tháng của một cái trải bài chung. Nó không phải là trải bài cá nhân của bạn. Vì thế nên hãy là đón nhận nó một cách rất là cởi mở thôi. Đúng rồi. Và bạn cũng thấy đó, mỗi từng lá bài nó đều có mặt tốt và mặt xấu của nó. Đúng nếu rồi. Nếu như theo hồi nãy giờ chị trải bài cho các bạn này thì chưa hẳn là một năm này là một năm lên voi xuống chó, sức bất sang ban cho bạn nha. Không nha. Nếu như bạn thực sự ngồi xuống và review lại cả năm này của mình thì bạn sẽ thấy là bạn sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều. Đúng, chính xác. Vì thế cho nên tụi mình sẽ gửi lời chúc đến bạn một cái năm mới, năm 2023 tràn đầy những cái niềm vui và luôn luôn biết cách để mà nhìn nhận ra những cái điều tích cực ngay trong những cái khi mà nó hơi gọi là đâm sù bể chút xíu. Một trái tim mạnh mẽ và một đôi mắt thật sáng để nhìn thấu sự đời. Có thể là nói như vậy, nhưng mà hãy nhớ rằng là qua cơn bỉ cực rồi sẽ đến hồi thái lai. Để thế thôi. Ok. Rồi, cảm ơn tụi bài số 2. Và cuối cùng thì cái clip trải bài dài hơi này
cũng đã kết thúc rồi. Và vẫn nhắc lại, đây là những cái clip trải bài nó mang tính gọi là chung, những cái chung. Cho nên là bạn nào mà có nhu cầu được trải bài trà riêng, như một cái trải bài năm mới riêng, thì có thể liên hệ với Metaphysics và Dear để có thể có cho mình một cái lịch hẹn sớm nhất có thể. Bởi vì tụi mình chỉ trải bài trong khoảng thời gian tháng 12, tháng 1 và tháng 2 thôi, không trải bài cho những tháng sau nữa. Vì thế cho nên hãy tranh thủ nhá. Còn hiện tại đang trên bàn của Dia là những cái set quà mừng năm mới của nhà Metaphysics. Đây là những set quà mà do tụi mình đã chuẩn bị, cũng như là tụi mình đưa vào đó những cái ý niệm thú vị. Ví dụ như bây giờ chị giới thiệu một trong những thứ đó đi chị Mu Anh. Đầu tiên là thịnh vượng trước nha. Có tiền là có tất cả ha. Thì cái set quà thịnh vượng này sẽ dành cho những bạn nào mà tự lập, những bạn nào mà muốn trao tặng nhau những cái cơ hội kinh doanh mới về tiền tài đồ này kia ở trong công việc đó. Thì chúng ta sẽ có những cái thanh hương như là open row cho một open con rộng mở, attract money để mà kết nối với tiền bạc. Đúng rồi. Hay là good fortune cho một cái tinh thần mới, hay là xô xanh để mà thu hút về vận tài lộc. Và thực chất ra là tụi mình cũng đã đặt ra một câu hỏi là Tết tặng gì cho nó sốc. Tại vì mỗi năm thì tụi mình đều thấy là sẽ tặng rượu, bánh, trái cây, bánh trái. Nhưng mà năm nay tụi mình nghĩ là tại sao không tặng thanh hương để xông nhà. Đúng rồi. Để kiểu một cái sự thơm cho đầu năm mới. Đầu năm thơm thì cuối năm cũng sẽ thơm. Kiểu giống vậy. Hay là ở đây mình có set như ý với good luck, tức là may mắn nè, hay là protection. Tại vì như ý theo mình hiểu đó là phải có cả may mắn và phải giữ được sự may mắn đó. Mọi thứ nó sẽ theo ý cái mình, đúng không? Cái tụ bài số 3, ông bà gánh còng lưng đó. Thì đây qua đây liền cái đó. Liền cái này đó. Rồi, hay là như sếp xông hỉ, là kiểu một năm quá là rắc rối đã diễn ra với bạn, vậy thì bạn cần một cái sự mở màn cho một năm 2023 gọi là oanh tráng lệ, gọi là vô cùng tuyệt vời, thì đây set xung hỷ sẽ rất là phù hợp với bạn. Cũng như một set an khang thì sẽ dành cho mình tặng cho bố mẹ hay là những người lớn tuổi, thì không có cái gì quý giá bằng sức khỏe ha. Thì ở đây sẽ có một cái thanh hương và về protection cũng như là good vibe. Tăng cái năng lượng tích cực cho ngôi nhà và anti stress nữa để dễ ngủ. Đúng rồi. Thì thực ra tất cả những cái dòng thanh hương ở nhà Metaphysics đều là dòng thanh hương tự nhiên và được làm thủ công 100%. Và thêm nữa là thanh hương sạch nha, không đúng có rồi. Báo đỏ với lại cái máy lọc không khí, tức là tụi mình đã test rồi và khách hàng tụi mình cũng test luôn. Là về nhà đốt lên và bật máy lọc không khí thì máy lọc không khí không báo đỏ, tức là thanh hương sạch. Đó. Vì thế cho nên hãy liên hệ ngay với Metaphysics để đặt lịch xem bài trà cuối năm. Cũng như là nếu mà các bạn cảm thấy những phần quà tặng Tết này là thú vị, là một cái nét mới cho cái lựa chọn quà tặng Tết của các Tết bạn thì Tết mà tặng thanh hương là siêu xịn nha. Nó lạ lắm luôn á. Và cái thứ hai là bạn sẽ là cái món quà độc nhất. Đúng rồi. Với lại là cái món quà đó có thể đem khoe được. Giống như là đốt lên xong mọi người thơm rất là thích. Tại vì nhà em cũng vậy, thường là đầu năm rất là thích được xông nhà bằng những cái tinh dầu thơm, hay là mẹ em cũng vậy, rất là thích lấy dầu thơm á trong nhà, tức là nó làm cho cái không gian nó rất là tươi tắn, và mùi hương sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Đúng và rồi. Tinh thần sẽ quyết định được rất là nhiều thứ. Ở bên cạnh đó, nếu như mà bạn mua trong một set này thì giá nó sẽ rất là ưu đãi. Rồi, còn bây giờ thì chắc là phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo của Dear Tarot, mà cũng sẽ không dám hứa hẹn, nhưng mà tôi và chị Nguyễn Thị Bé Moon sẽ cùng nhau cố gắng có những cái clip trải bài nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Sau một cái năm 2022 tôi quá lười lên clip trải bài rồi, thì tôi cũng nghe rất là nhiều sự kêu gào, kêu đòi cho những cái clip trải bài hàng tuần. Thì tôi sẽ mong là tôi sẽ đủ khả năng để mà siêng năng. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và chúc các bạn có một cái năm 2023 thật sự là an yên và thành công. Ok? Ok. Bye bye!